Sinh Y Đoàn xin chào anh chị và các bạn. Trước mặt anh chị đó là chợ Bàn Cờ, để Sinh Y đi qua đường nha. Chứ mình không đi qua đường một lát dòng xe nó nhiều quá mình qua không được. Qua dòng xe nhiều quá rồi. Thì bây giờ thì khoảng 19 giờ ngày 10 tháng 1 2024. Sinh Y cũng muốn ghi nhận cái chợ Bàn Cờ và cái chung cư Nguyễn Thiện Thuật buổi tối như thế nào gửi anh chị và các bạn. Và cũng nghe báo chí nói là cái khu vực này đang dự kiến trong tương lai nó trở thành một cái phố đi bộ giống như Bùi Viện đó anh chị. Và Sinh Y sẽ ghi nhận nha, buổi tối cái khu vực này nó đông vui nhộn nhịp như thế nào, bà con buôn bán như thế nào để chia sẻ cùng với anh chị và các bạn. Bây giờ cái chung cư Nguyễn Thiện Thuật thì nó vui lắm anh chị. Và trong cái chợ Bàn Cờ này nó có một cái con đường bán quần áo, để coi như thế nào anh chị ha. Một phần nào đó để ghi nhận cuộc sống Sài Gòn gửi tới anh chị và các bạn. Rồi chúng ta qua đường. Chợ này bây giờ thì buổi tối người ta cũng dẹp rồi. Ban ngày thì mới đông thôi. Nó chạy dọc trên con đường này anh chị. Ở đây thì đó còn những cái nơi mà buôn bán. Chợ buổi tối đó gửi anh chị và các bạn. Rồi. Mẹ cô rồi. Ở đây là buôn bán quần áo nè. Đó. Đi thẳng luôn anh chị. Cái chợ này nó dài lắm. Một cái hình ảnh buổi tối thì nó cũng rất là lạ. Thì ở trên cái chợ nào nó cũng vậy. Nó có những cái lấm chấm mà người ta cho thuê sạp. Ta dán lên gì, dán tờ giấy cho thuê sạp. Phía sau chợ thì ở đây nó hình thành một cái được chán nhựa và người ta kẻ khung để người ta làm cái khu ẩm thực đó anh chị. Ban ngày chợ, buổi tối là trở thành một cái khu ẩm thực. Nhưng mà thấy hàng quán gì nó cũng không có, quán que à. Đi thẳng lên trên chị ha, đó hàng quán. Đấy, đây mình quẹo lại anh chị vô hẻm rồi. Đó. Mấy bữa bán thức ăn nhiều lắm mà sao bữa nay sao lại vắng ta. Người ta chỉ vẽ cái ô nè gì đây, cái quán nhậu nè. Cái chị, mấy chị bên trái là đang cắt quật kiệu đó anh chị. Đó, cắt kiệu. Rồi, mình quẹo con đường này. Trời ơi, buôn bán sao vắng quá nè. Cái khu này được ví là một cái khu ẩm thực. Ẩm thực của Bàn Cờ luôn đó anh chị. Mà sao vắng thế này. Đi thẳng qua bên kia là chung cư Nguyễn Thiện Thuật.
Rồi con đường bên huyện Tiên Thục thắp đèn kìa. Mình đi qua luôn anh chị ha. Băng qua con đường huyện Tiên Thục. Thì những quán ăn thì nó quán nhậu thì nó hình thành quanh quanh những cái con đường trong cái khu vực chung cư huyện Tiên Thục này, một cái chung cư cũ của tại Sài Gòn. À, anh chị thấy cái không khí ở đây là quán cà phê, quán ăn, quán nhậu rất là nhiều. À, ở đây trở thành một cái phố ẩm thực luôn rồi còn gì nữa. Nói chứ có một cái khu như thế này thì bà con buôn bán thì nó cũng đỡ gì, rồi tạo công ăn việc làm cho người dân. Đây là những cái lô vụ tối thì Sunny nhìn không rõ cái lô gì lô mấy. Nhà cửa ở đây thì nó cũng xuống cấp rồi anh chị. Xe cộ thì ở đây thì bà con sống ở trên lầu đó, người ta gửi xe. Đây là một cái quán nhậu, bàn ghế thì cũng không có khách nha anh chị ha. À, đây có khách nè. Không, nếu mà ở đây hình thành một cái phố đi bộ thì bà con ở đây thật sự mà nói rất là hạnh phúc, rất là vui. Ban ngày đi làm rồi buổi tối thì cũng có một cái công việc để phụ thêm. Những người có mặt tiền ở dưới nè, họ cũng cho thuê, cũng có đồng ra đồng vô. Đây thì có quán này thì nó vắng nè, quán nhậu. Đây à. Và Sunny thấy có tín hiệu là bắt đầu là hành khách. Khách này là khách du lịch, họ cũng đi tham quan tìm hiểu cái khu vực này. Mình quẹo trái nha anh chị, đó buôn bán thức ăn cũng rất là đông vui nhộn nhịp. Bên phải là Lô G. Trái là lô H. Đây
thì đối với Sài Gòn thì vẫn còn tồn tại những cái chung cư cũ như thế này anh chị, như là chung cư Nguyễn Tường Thực. Rồi bên Thanh Đa, chung cư Minh Mạng. Rồi mình sẽ đi ra con đường phía trước là con đường gì. Giống con đường Nguyễn Tường Thực quá. Ý đây là con đường Điện Biên Phủ, con đường Một Chiều. Đúng rồi, con đường Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ ngày xưa có mang tên là Phan Thanh Giản. Rồi bên phải là con đường Nguyễn Tường Thực. Rồi, và Cindy sẽ đi con đường Bàn Cờ. Hôm nay là mời anh chị chúng ta sẽ khám phá về đêm ở khu vực Bàn Cờ, Nguyễn Tường Thực nha anh chị ha. Thì còn về cái việc kinh doanh mua bán ở trên con đường Phan Thanh Giản Điện Biên Phủ này đó, đây là con đường đi đó anh chị, chứ không phải là một điểm đến, dòng xe cứ đi thôi. Người ta buôn bán nó cũng không được sung mấy, đặc biệt mé bên trái. Bên trái là dòng xe hơi, mà xe hơi đậu cũng rất là khó khăn. Nên những cái nhà thuê mướn bên trái này nó không có được bằng so với bên phải. Nhưng mà con đường này chắc kinh doanh mua bán cũng thua anh chị. Thấy nó bèo lắm, ban ngày á, đi thấy bèo từ ngày xưa đến giờ. Chỉ nhà ở hoặc là công ty thôi. Rồi chúng ta đi con đường Bàn Cờ anh chị ha. Bàn Cờ rồi chúng ta sẽ đi vào một cái nơi bán quần áo. Và cái chợ bán quần áo rất là nhộn nhịp ngày xưa. Nhưng mà ngày hôm nay như thế nào để chia sẻ với anh chị. Đây con đường Bàn Cờ. Thì con đường Bàn Cờ này thì dẫn chúng ta đi băng qua con đường Phan Đình Phùng, Nguyễn Đình Chiểu, xong đi qua cái khu vực Bàn Cờ. Rồi có những con hẻm để chúng ta lòn lách để chúng ta ra con đường Hồng Thập Tự, Nguyễn Thị Minh Khai. Đúng là cái Bàn Cờ, khi mà đi rồi mình mới hiểu nó ngang dọc, ngang dọc. Những con đường này thì nó nhẹ nhàng. Đây là con đường phụ đó anh chị. Giống như song song với con đường này thì chúng ta có con đường Vườn Chuối. Ở đây có hai con đường Vườn Chuối, chợ Vườn Chuối, con đường Bàn Cờ, chợ Bàn Cờ. Con đường này nhẹ nhàng. Hay quá. Thì hai bên là bà con buôn bán nhỏ thôi. Chúng ta quẹo vào những cái khu ẩm thực mà Sunny chia sẻ với anh chị hôm qua hình ảnh đó. Hồi nãy đó, đi thì nó sao mà tự nó vắng quá. Ngày xưa là quán ăn nhiều lắm mà bữa nay sao kỳ vậy ta. Đi đúng vô đối diện cái đường mà đi vô chung cư Nguyễn Tường Thực là con đường nãy Sunny đi đó. Nó vắng quá. Quán bà cố luôn đó. Bún bò Huế, quán ăn trước mặt anh chị đó là con đường Nguyễn Đình Chiểu, Phan Đình Phùng, Sunny quẹo vào cái phố thời trang ra sao, có bà con còn buôn bán. Ngày xưa là con đường bán quần áo gọi là coi như là nổi tiếng ở khu vực Bàn Cờ. Cứ ra Bàn Cờ là coi như là mua đồ si, anh chị nhớ đồ si không? Người ta gọi là đồ si đa, đồ cũ đó. Đây. Cũng rất là vắng vẻ, nó không có đông như mọi khi. Bán ốc nè,
giữ xe. Đi thẳng được mà. Khu vực bán quần áo chắc không còn nữa rồi. À, người ta vẫn còn cái dây mà của Giáng sinh, người ta vẫn còn để lại gì để cái việc mua bán nó nhìn nó sinh động hơn đó. Rồi, xin đi sẽ đi một đoạn con đường Nguyễn Thiện Thuật nha. Đi đây mà không ghé con đường Nguyễn Thiện Thuật thì rất là tiếc. Hồi nãy xin đi dọc con đường này nè, trước khi quay cái video clip này tìm cà phê cũ rồi nhưng mà không thấy đâu anh chị. Ngày xưa mà xin đi cái thời gian xin đi lên đây đi học đó, xin đi có ghé đây qua đường anh chị, có ghé đây uống cà phê nhiều lắm, băng qua con đường Nguyễn Đình Chiểu, Phan Đình Phùng. Và con đường này là chuyên quán cà phê, và một cái thứ hai nữa là chuyên bán guitar anh chị, nhạc cụ. Nó chỉ nhộn nhịp một khúc ngay chỗ chung cư Nguyễn Thiện Thuật thôi. Còn những con đường như là cái khu vực bàn cờ, khu ẩm thực thì nó bán nó không có dày đặc. Giống như cái phố ốc ở Vĩnh Khánh quận 4 đó thì dày đặc. Nhưng mà bây giờ lượng khách thì người ta cũng bỏ nhậu rồi. Nên cái lượng khách mà ăn nhậu đó phục vụ ăn uống thôi. Ăn uống nước ngọt, nước suối thôi. Chứ mà phục vụ bia thì bây giờ thì những anh nhậu cũng bỏ nhậu rồi. Kể cả sinh y không phải dân nhậu mà bây giờ sinh y phải uống nước ngọt mà. Đi ăn uống nước ngọt. Mặc dù là mồi rất là bắt, ốc hải sản nhưng mà vẫn uống nước ngọt. Nước ngọt hoặc là nước suối thôi. Bên kia có nguyên một cái phố karaoke gần gì. Karaoke giờ cũng vắng lắm, không có ai chuộng hết. Phạm Viết Chánh đó, bên đó Phạm Viết Chánh đó. Ở đây là ngã 6 Cộng Hòa. Đây là con đường Lý Thái Tổ. Sunny sẽ mang theo con đường này để dẫn chúng ta tới ngã 7 Lý Thái Tổ anh chị ha. Quán ốc và vắng nè, đó quán ốc nè. Về một hai, hồi xưa là 1 2 3 vô, bây giờ không thấy 1 2 3 vô nữa. Về thuê mướn vỉa hè đó anh chị, đưa ra cái dự luật mà thuê mướn vỉa hè, nhưng mà thật sự mà nói nó cũng khó, chưa có cái gì nó rõ ràng.
Khi nào có rõ ràng thì Sunny sẽ quay một con đường nào đó đi bộ để chia sẻ với anh chị, để anh chị biết thêm cái tình hình thuê mướn vỉa hè. Nhưng mà mỗi lần Sunny đi bộ mà để đi quay ở Sài Gòn đó, nó rất là đi rất là khó khăn. Tại vỉa hè người ta cũng buôn bán kinh doanh để xe, toàn là đi dưới lòng lề đường không ạ. Ai mà muốn đi ở dưới lòng lề đường anh chị, nhưng mà đi không được. Đây là quyền một cái quầy đó, ở đây là cũng là một cái quán ốc nha anh chị ha. Mực à, quyền một cái quầy hải sản mực. Thảo mực ẩm thực đường phố Hồng Kông. Ghê da. Khoảng là 3 tuần nữa thôi, 3-4 tuần nữa thôi là chợ hoa, chợ bông hoa Hồ Thị Kỷ buôn bán thì rất là nhộn nhịp. Nơi đó là cung cấp sỉ và lẻ luôn bông hoa, những cây bông lan. Trời ơi, nó đẹp lắm mà không biết giá, giá cả năm nay như thế nào anh chị. Chợ hoa Hồ Thị Kỷ, ở trong đó có khu ẩm thực Hồ Thị Kỷ. Rồi nơi đó thì có phố Cam, đây là Campuchia đó, bà con sinh sống cái thời gian trước năm 1975 đó. Người ta ở trên, người Việt ở bên Campuchia, nhưng mà cái nạn cắp chuồn đó anh chị, thế là về Việt Nam. Nhà nước lúc đó bố trí cái khu vực này để an cư lập nghiệp, và họ ở từ thế hệ này qua thế hệ khác luôn. Và bên trong đó thì có rất là nhiều cái món ẩm thực mang hương vị Campuchia, Sunny gọi là sốt cam đó. Rồi, ở đây là cái khu vực ngã 6 Lý Thái Tổ nha anh chị ha. Lý Thái Tổ giao cắt con đường Ngô Gia Tự, Minh Mạng, Điện Biên Phủ, Phan Đình Giản, Lý Thái Tổ, Nguyễn Tri Phương, không, Nguyễn Tri Phương ra hướng kia, Lê Hồng Phong, Bê Túc Ký, sorry anh chị, nhiều lúc quên. Rồi chúng ta đi con đường Lê Hồng Phong, Bê Túc Ký. Thời gian xưa thì cái khu vực này là xe, bến xe cũ mà anh chị. Cái khu vực này là những chuyến xe của Lâm Đồng nè, Đà Lạt nè, đậu ở đây. Chính vì vậy thì con đường Hồ Thị Kỷ ở chỗ quận 10 á, thì ngày xưa là những cái chành xe Đà Lạt thôi, người ta đem hoa tới đó nhờ phân phối. Và từ từ nó trở thành cái chợ bán bông hoa Đà Lạt luôn. Bây giờ rất là lớn, ở chợ hoa Tết á, thì nó có hai chợ, chợ Đầm Sen quận 11 và chợ Hồ Thị Kỷ. Đây là cái tháp của Việt Nam Quốc Tự. Cái thời gian mà Sunny đi lên đây thì là lúc đó cái tháp nó dở dang, năm 89-90 đó. Cái tháp ẩn khuất dưới hàng cây. Trước mặt anh chị đó là con đường Trần Quốc Toản 3 tháng 2 Hồ Kỳ Hòa.
Rồi, đây là con đường Trần Quốc Hoàn 3 tháng 2. Rồi anh chị những cái hình ảnh. Việt Nam Quốc tự. Rồi tới đây thì Sinh Y cũng rất là vui thực hiện cái video clip này để chia sẻ với anh chị về đêm ở khu vực bàn cờ chung cư Nguyễn Thiện Thực. Một cái tín hiệu vui là bà con buôn bán cũng rất là nhộn nhịp, nhưng mà bên cái khu vực bàn cờ thì vắng quá, Nguyễn Thiện Thực thì ok. Rồi một phần nào đó trong video clip để chia sẻ cuộc sống Sài Gòn về đêm gửi tới cô chú anh chị. Bye bye, hẹn gặp lại trong những video clip sau. Bye bye, hẹn gặp lại.